Welcome to Vietnamese Global Talent Search. Annie Chris và Tracy Lee, đại diện hệ thống truyền hình VBS, trân trọng kính chào quý khán thính giả. Để đáp lại lòng yêu cầu thiết tha của khán thính giả, đặc biệt giới trẻ say mê âm nhạc, muốn thực hiện ước mơ ca nhạc của mình, hệ thống truyền hình VBS sẽ tổ chức một cuộc thi tuyển lựa ca sĩ lần thứ nhì với tầm vóc lớn trên toàn cầu. Vietnamese Global Talent Search, với mục tiêu tìm kiếm những tài năng mới có phong cách biểu diễn và giọng ca đầy ấn tượng, sáng tạo, hấp dẫn để góp phần xây dựng nền âm nhạc Việt Nam khắp toàn cầu được hoàn mỹ. Hệ thống truyền hình VBS tạo cơ hội giúp các bạn trẻ Việt Nam ở khắp năm châu trải qua một kinh nghiệm thú vị để vươn tới ước mơ trở thành ca sĩ hay ngôi sao ca nhạc của mình. Đồng thời, hệ thống truyền hình VBS cũng sẽ tạo điều kiện cho các bạn trẻ đoạt giải được xuất hiện trên những chương trình chủ đề về âm nhạc cũng như các chương trình khác của hệ thống truyền hình. Chúng tôi kính mời các bạn trẻ Việt Nam khắp năm châu tuổi từ 18 đến 45 ghi danh tham dự Đại hội tuyển lựa ca sĩ Việt Nam toàn cầu do hệ thống truyền hình VBS tổ chức. Các kỳ thi bán kết sẽ được tổ chức tại nhiều nơi như Asia, Toronto, Canada, Europe, Santa Ana and San Jose, California, USA. Tất cả các thí sinh vượt qua được vòng bán kết trên toàn thế giới sẽ về tham dự cuộc thi chung kết tại Little Saigon Town, Orange County, California, USA. Mọi chi tiết xin liên lạc với ban tổ chức. Số phone liên lạc 714-905-2255. Email là vbstalentsearch@yahoo.com. Đơn ghi danh dự thi trên trang web www.vbstelevision.com hay liên lạc tại đài truyền hình để lấy đơn. Thời gian ghi danh từ 1 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2011. Địa chỉ Vietnamese Broadcasting Services, 16331 Gata Street, Suite B, Huntington Beach, California 92647.